Nối tiếp bản tin sẽ là những tin tức mới nhất về dịch bệnh. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến khả quan trong nước, nhiều người dân bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là phòng bệnh. Điển hình là tại Bình Dương, mặc dù chính quyền địa phương đã bố trí nhân lực làm việc tại các địa điểm tiêm chủng đến 22 giờ đêm, nhưng người dân ở đây vẫn không chịu đến tiêm vaccine phòng COVID-19. Điều này khiến cho tỷ lệ tiêm chủng ở Bình Dương đang ở mức thấp. Ngày 23 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh COVID-19 giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí, ca mắc, nhập viện và tử vong. Bình Dương hiện không còn bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tại bệnh viện. Theo ngành y tế Bình Dương, để có được kết quả trên, vaccine phòng COVID-19 đã chứng minh hiệu quả. Dù vậy, COVID-19 đang xuất hiện biến chủng mới, trong khi vaccine phòng ngừa chỉ có tác dụng tốt nhất trong khoảng thời gian từ 3 tới 6 tháng nên nguy cơ mắc bệnh đối với các trường hợp tiêm chưa đủ liều là rất cao. Trong khi đó, người dân ở Bình Dương không còn mặn mà với việc đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiện nay, Bình Dương còn tồn tại 214.400 liều vaccine các loại. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Trương chia sẻ, dịch bệnh còn phức tạp, sự xuất hiện của biến chủng mới sẽ còn đe dọa tới tính mạng của con người. Người đứng đầu chính quyền chịu trách nhiệm nếu dịch bệnh bùng phát trong khi người dân không chịu đi tiêm nhưng không có chế tài nào. Do đó, những người thực hiện công tác phòng chống dịch đang chịu rất nhiều áp lực. Cũng theo ông Trường, ngành y tế tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đến tiêm vaccine như chỉ cần cầm giấy đã tiêm mũi trước hoặc thông tin trên phần mềm đến bất kỳ thời điểm nào tại các trạm y tế trước 22 giờ đêm. Ông Trường khẳng định, vaccine có hạn sử dụng rất lâu, chỉ khi giã đông phải tiêm trong vòng một tháng là hết hạn. Hiện nay số lượng vaccine còn ở Bình Dương có hạn sử dụng còn rất lâu. Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết thêm, có nhiều nguyên nhân khiến cho tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 chậm. Hiện nay, người dân chủ quan vì nghĩ rằng đã hết dịch bệnh bởi có ít trường hợp phải nhập viện. Mặt khác, người dân mơ hồ trước thông tin lan truyền không chính thống cho rằng tiêm vaccine giảm ham muốn chuyện chăn gối hay vô sinh trong khi không có nghiên cứu nào chứng minh điều này. Đối với số vaccine còn tồn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà yêu cầu các đơn vị địa phương trong 3 ngày tới phải tập trung tiêm dứt điểm. Ông đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp hỗ trợ ngành chức năng vào trong doanh nghiệp để tiêm cho công nhân, đồng thời khuyến khích tinh thần tiên phong của cán bộ viên chức trong tiêm phòng COVID-19. Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, Ngành y tế phối hợp với các địa phương thành lập các địa điểm tiêm cố định và lưu động tại các trường học, công sở, để phục vụ tiêm cho các đối tượng. Tuy dịch Covid-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt, nhưng số ca mắc mới vẫn được ghi nhận mỗi ngày. Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nên mỗi chúng ta vẫn cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác và đề phòng dịch bệnh. Tiêm vaccine đầy đủ chính là biện pháp cơ bản nhất để bảo vệ bản thân và gia đình.